bây giờ mình sẽ test con Marshall Middleton cũng như là con JBL Chumba Solo trong thử coi là như thế nào nha anh em. Thì hiện tại ở mức volume hai con này mình đang để là ở mức volume là 60%, để mình test thử coi là em nào nghe ok hơn. Middleton trước nha anh em. Bây giờ mình sẽ test volume lớn hơn ở mức volume là 80% giữa mặt extreme bar và lại con đức là tần cũng như thế nào nha mọi người. Oh.
rồi nha. Thì hôm nay shop mình đã test xong cho anh em con JBL Trung 3 với lại con Marshall Middleton. Thì hai cái phân khúc loa này gần như là tương đồng với nhau, nhưng mà hiện tại giá của con Marshall Middleton này phải nói là cực kỳ chát, rất là chát. Giá hãng hình như đâu đó là 8990, thì hiện tại bên mình đang bán giá 8,5 triệu, sẽ ưu đãi thêm cho anh em, đó là điều chắc chắn rồi. Và ở bên đây thì có là JBL Trung 3 với thương hiệu JBL của Mỹ, thường nó sẽ phổ thông chứ không có được đẹp hoặc là được sang như con Marshall. Thì theo mình cảm nhận về ngoại quan thì cũng tùy vào nhu cầu của mỗi người, kích thước, bề ngang, chiều cao thì anh em thấy là cũng gần như là tương đồng. Về nặng thì hai con cũng nặng với nhau, không có nhẹ hơn hay nặng hơn gì. Kích thước thì cũng được trim to hơn một chút xíu. Rồi quay lại vấn đề chính là về chức năng cũng như về tính năng kháng nước IP67, rồi Bluetooth mới hay là chăm sóc hay là vân vân app gì đó, thì hai con gần như ngang tài ngang sức. Nhưng mà xét về chất âm á, thì cái loa JBL Trung 3 thì theo cảm quan của mình người cá nhân thì mình nghe cái con này thực tế ở tiệm mình luôn, mình so sánh thì thực sự là con này nghe tốt hơn, track gì đó cũng rõ ràng hơn, mic cũng tốt hơn, bass ra cũng êm hơn, mềm hơn và âm lượng nó cũng sẽ to hơn so với lại con Marshall Middleton. Vậy Middleton này nó được cái gì hơn so với lại con JBL Trim mà cái giá lại đắt như vậy? Thứ nhất, nó là mẫu mới ra cách đây khoảng 1 tháng thôi, chắc chắn là có vấn đề là hơn con này 1 năm rồi, con này mới nhất, cái đó là cũng là cả vấn đề. Và tiếp nữa là con này thương hiệu Marshall thì chắc chắn là anh em cầm đi chơi con Marshall kìa, rất là nhiều KOL sử dụng, rất là nhiều người nổi tiếng sử dụng, thì tất nhiên là cái thương hiệu và cũng như là cái bộ phủ của con Marshall này chắc chắn là nó sẽ hơn cái con JBL một bậc. Và tiếp nữa là thấy là con Marshall Middleton này thì nó cũng khá là gọn so với là con này, nó là hình vuông, hình chữ nhật. Đó, anh em có thể mang đi làm một cách dễ dàng hơn. Còn về đánh giá ngoại hình cũng như là đẹp hay không thì chắc chắn là mình phải làm thêm nhiều cái video đi ra quận một thử coi là người ta đánh giá con này như thế nào, nữ có khoái hay không, hay là phù hợp với lại nam hay là như thế nào đó. Đó, chất âm thì như mình đã nói, nhưng mà một cái điều đặc biệt của Marshall là cái bass của con này rất là ấm nha, nghe nó ấm và nó mềm, nó vừa đủ hơn con JBL Trim này một bậc. Con này thì được một cái là âm thanh 360, có nghĩa là sao, anh em có thể nghe phía sau và nghe phía trước đều được hết, nó là như nhau, nó rất là thoải mái luôn, nên là cũng khá là tiện đó. Còn lại về việc đánh giá chất âm của nó như thế nào thì đó phụ thuộc vào anh em. Anh em thấy như thế nào về cái mẫu loa JBL Trim 3 và con Marshall Middleton này thì cứ để lại comment phía bên dưới, mình sẽ tham khảo. Và anh em cần mình solo con Marshall Middleton này với cái mẫu loa nào nữa thì cứ để vào phía bên dưới, mình sẽ làm. Cảm ơn mọi người đã xem video.